Vâng ạ, xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình OCA số 35 đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 8:30. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là có sự hiện diện của bác sĩ Lê Hồng Sơn, là chairman của tập Orange County Adventist Medical Group cũng như là Southland Adventist Medical Group. Xin kính chào bác sĩ Sơn. Tôi là bác sĩ Lê Hồng Sơn, xin kính chào quý vị. Chào bác sĩ Dương. Vâng, kính thưa quý vị, năm hết Tết đến thì chúng ta có nhiều cái thứ mà phải lo lắng ngoài cái vấn đề phải đi đóng thuế. Kính thưa quý vị, thì cái cơ thể của chúng ta nó mỗi một ngày nó một lớn tuổi hơn một chút, nhưng mà không có nghĩa là yếu đi nếu mà chúng ta biết cách bảo trì đó một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta mà có chiếc xe hơi thì bảo trì đúng giờ đúng hạn, khi mà hãng xe hơi gửi tới những cái tờ thơ là mình chật lật vội vàng vàng đi sửa ngay. Còn đối với chúng ta khi bác sĩ mà gửi thơ đến nói là đi khám tổng quát thì nhiều khi mình mất sọc rác hoặc là mình để qua một bên, thì bác sĩ Sơn có bị gặp trường hợp đó không bác sĩ Sơn? Trường hợp đó rất là nhiều, mà thực sự ngay cả cá nhân của những người bác sĩ cũng rất là lười biếng về vấn đề mà tự chăm sóc sức khỏe của mình. Bác sĩ là một trong những người mà gọi là lazy nhất về vấn đề mà chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên những năm về sau này thực sự đúng ra là chúng ta cũng nhờ có những cái tổ hợp y tế, và những người bệnh nhân đã vào trong những cái tổ hợp y tế, thí dụ như tổ hợp Orange County Adventist Medical Group, thì khi vào trong những chương trình như vậy đó thì thường thường tổ hợp gửi nhắc nhở cái bác sĩ gia đình cũng như là nhắc nhở người bệnh nhân những cái gì cần phải làm trong năm đó để cho sức khỏe mình được bảo vệ một cách hoàn hảo hơn, tức là chúng ta có thể phòng ngừa bệnh. Thí dụ như là như bác sĩ Dương, như quý vị biết là bây giờ năm nay đó thì cái mùa flu năm nay tương đối là hơi độc địa. Riêng cái county Los Angeles County, cái số tử vong về bệnh flu năm nay cũng vượt hẳn năm ngoái, và con số tử vong nhiều nhất kể từ năm 2009. Và một điều nguy hiểm nữa là tiểu bang California bây giờ nó trong tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh flu, tức là thuốc Tamiflu. Không biết chỗ phòng trung tâm của bác sĩ Dương, đặc biệt là cái Easy Care Pharmacy đó có run out cái Tamiflu không? Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi khi mà chúng tôi biết được là cái vấn đề mà năm nay cái bệnh flu nó tràn ngập khắp nơi, thì cũng nói tất cả các pharmacy trong tổ hợp là nên giãn tích trữ Tamiflu, nhưng không ngờ cái con số mà bệnh nhân bị flu nó tăng nhiều hơn. Đây là cái mùa mà chúng ta chia sẻ cho nhau, không những về cái vấn đề quả cáp mà còn cả bệnh tật nữa. Thành ra vì vậy Tamiflu cũng bị hạn chế rất là nhiều, bác sĩ Sơn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể phân biệt hai loại là flu, tức là cúm, một cái loại nữa là cảm, tức là khô. Thì hai cái trường hợp đây đều là siêu vi trùng gây ra, nhưng mà bệnh flu thì nó triệu chứng nó nặng hơn. Nếu mà quý vị ở Việt Nam hay là những quý vị đã từng có kinh nghiệm trải qua cái bệnh gọi là bệnh sốt rét thì y chang như là bệnh sốt rét, tức là người bệnh nhân xảy ra rất là thình lình, nóng cao, sốt, rồi bị ớn lạnh, lạnh có thể nói là lạnh từ trong xương, rồi cả cơ thể nó uể oải, nó đau nhức đầu, đau cổ họng, ho, đàm, không muốn làm gì hết. Nếu mà quý vị, đặc biệt là những quý vị mà thứ nhất là trẻ tuổi, thứ hai là có những người lớn tuổi 65 tuổi trở lên, và đặc biệt là những người có những cái bệnh khác, ví dụ bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh tim, bệnh thận, hay là đặc biệt bệnh gan, nên đi gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt để được điều trị trong vòng khoảng 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Những người trẻ hơn, thí dụ như khoảng những người khoảng teenage 20, 30, 40, 50 mà không có những cái bệnh đặc biệt như chúng tôi vừa nói, thì cái flu, cái cơ thể mình có thể chống trả với siêu vi trùng trong một thời gian vài ba ngày, 4-5 ngày có thể qua được. Đặc biệt là như chúng tôi vừa nói, những người rất là trẻ, những người già và những người có những bệnh tật đi kèm theo thì nên tới gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt. Tại vì cái thuốc Tamiflu đó nó có hiệu quả rất là tốt trong vòng, nếu mà quý vị bắt đầu dùng thuốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ khi triệu chứng bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, Việt Nam chúng ta có câu là tay bắt mặt mừng, thì khi mà lâu năm lâu ngày không gặp nhau, nhất là mùa lễ lạc, thì bắt tha hồ và bắt tay. Nhưng mà năm ngón tay mới đây là năm cái điều mà có nguy hiểm nhất là lây bệnh. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta khi người mà họ hắt xì vào tay của họ
thì một số những cái con vi khuẩn nó nằm ở đây, rồi khi mà bắt tay của mình lại dính vào đó. Ngay cả khi họ không bắt tay chăng nữa, quý vị hãy xem là những cái thứ nào mà dân chúng sờ vào nhiều nhất thì cái chỗ đó là nguy hiểm nhất, chẳng hạn như nắm cửa hoặc là mấy cái phone hoặc là vân vân. Thì vì vậy đó, một số người khi mà họ, quý vị thấy là những cái phục một số nhà cầu công cộng đó, họ có những cái thùng rác nằm cạnh cái cửa, thì nhiều người hỏi ủa tại sao phải để cái thùng rác nằm cạnh cái cửa, là tại vì họ muốn là khi quý vị rửa tay xong cầm cái tờ giấy mở cái cánh cửa đó ra để đẩy nó ra và vứt cái tờ giấy vào thùng rác. Làm như vậy thì mình sẽ không có bị lây cái bệnh của cái người đã có bệnh nắm cái tay nắm cửa. Cái vấn đề là khi mà tay mình lúc nào cũng dơ, nhưng vì thói quen mình lúc nào mình cũng sờ lên mặt, sờ lên mũi, thì đó có thể là rất là nguy hiểm. Và vấn đề nữa là Việt Nam chúng ta, nhất là các em bé, quý vị miền Việt Nam thường thường mình xúc cho các em bé, rồi mình cũng giống như là mình cho mình em bé biết là mình cũng ăn không nếm mọi người thật, cái đó nó cũng rất là dễ lây bệnh. Thành ra quý vị nên tránh cái vấn đề đó, phải không bác sĩ Dương? Đúng, bác sĩ Dương nói rất đúng. Thật sự có một vài vấn đề nữa, mà một vài cái lời khuyên nữa trong cái mùa flu này. Thứ nhất là nếu mà quý vị đã có triệu chứng của flu thì khuyên đầu tiên là nên ở nhà. Trẻ con thì không nên đi học, và nếu mà không nên đi làm thì càng tốt, cho tới cái thời kỳ mà lây nhiễm cái bệnh flu nó đã qua. Cái thứ hai như bác sĩ Dương vừa nói đó là bệnh flu nó lây truyền qua cái đường hô hấp. Thí dụ chúng ta ho, chúng ta ắt xì. Do đó mà cái điều quan trọng là như quý vị biết là nhiều năm vừa qua chúng ta cũng khuyên là không nên ho vào bàn tay. Nếu mà quý vị có ho hoặc là có chảy nước mũi thì nên dùng giấy và sau đó vứt đi. Và nếu mà không có giấy thì nên ho vào, chúng ta gọi là ho vào cái khuỷu tay che như thế này. Và đặc biệt là chẳng những cái miệng không mà cả mũi cả mắt chúng ta cũng có thể vi trùng, siêu vi trùng nó có thể dính vào những nơi đó và có thể lan truyền vào bàn tay của chúng ta. Và cái điều nữa là nếu mà chúng ta cái khoảng cách giữa người bệnh với người bệnh nhân có khoảng cách an toàn thì nó cái chúng ta có thể ngăn ngừa cái bệnh nó phát triển trong cái gia đình cũng như trong cái cộng đồng nhiều hơn chút xíu. Vâng, kính thưa quý vị, cũng như là mọi năm thì tổ hợp Orange County Adventist Medical Group có gửi ra cho tất cả các bệnh nhân trong tổ hợp là cần tới cái ngày và cái tháng phải để chích ngừa cảm cúm, và muốn chắc chắn là bác sĩ gia đình của quý vị phải có đủ thuốc cho những bệnh nhân của tổ hợp. Thì năm nay rất tiếc là rất nhiều người chích ngừa nhưng mà hay là chọn lộn cái thuốc hay là làm sao chích ngừa vẫn bị cảm cúm như thường, phải không bác sĩ Sơn? Đúng, bác sĩ Dương nói năm nay thì cái tỷ lệ mà hiệu quả của bệnh của thuốc flu thì nó không có nhiều như những năm trước. Tuy nhiên cho tới giờ phút này CDC, tức là cái cơ quan y tế của nước Mỹ, vẫn khuyên là chúng ta nên chích ngừa flu. Nếu mà chưa chích ngừa, nếu mà quý vị có thể tìm được những nơi nào còn thuốc flu thì nó vẫn nên chích. Và một cái điều nữa là bác sĩ Dương, trong cái tổ hợp Orange County Advantage Medical Group, chúng tôi đặc biệt là chữa trị cho quý vị cao niên. Do đó trong những năm vừa qua chúng tôi có những cái loại thuốc flu gọi là high dose flu, tức là cái liều lượng nó gấp đôi cái liều lượng trung bình, đặc biệt chỉ dành cho những quý vị 65 tuổi trở lên. Cái hiệu quả nó nhiều hơn cái flu thông thường và đương nhiên là nó mắc hơn. Tuy nhiên nếu mà quý vị nằm trong tổ hợp Orange County Advantage Medical Group, quý vị đương nhiên là những quý vị trên 65 tuổi, quý vị có thể hỏi bác sĩ gia đình xem quý vị có được nên dùng cái loại thuốc flu, đặc biệt là high dose flu cho quý vị. Đặc biệt là nếu mà năm nay đã trễ rồi thì có thể năm tới. Thì cái chứng minh rằng cái high dose flu cái hiệu quả nó nhiều hơn cái dose flu thông thường rất là nhiều, bác sĩ Dương, đặc biệt là quý vị có trên 65 tuổi. Bác sĩ Dương chưa tới cái tuổi đó. Vâng. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, là trong vòng 2 chúng tôi sẽ quay lại và nói làm cách nào để chúng ta có thể phòng ngừa bệnh cảm cúm một cách hữu hiệu hơn nếu chúng ta chưa bị bệnh.